Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 22 câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cổ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo ta đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn về vị vua mở tiệc cưới cho hoàng tử mà chúng ta vừa nghe qua đoạn tin mừng hôm nay hướng chúng ta đến những ý nghĩa sâu xa. Thiên Chúa khai mở thời Mê-si-a cho con một của Ngài nhập thể. Gia nhân đi mời khách là các ngôn sứ và các tông đồ. Những người được mời trước đã không thèm đếm xỉa, lại còn làm nhục và giết chết gia nhân là những người Do Thái. Những người được tập hợp lại từ các ngã đường là các dân ngoại và những người tội lỗi. Như vậy, khi Israel từ khước ơn cứu độ mà Đức Giêsu Kitô mang lại, thì tin mừng được loan truyền cho khắp mọi dân nước. Một chi tiết xem ra có vẻ nghịch lý là khi vua tập hợp những người ở các ngã đường vào phòng tiệc và nhận thấy có một người không mặc y phục lễ cưới, liền lên án người đó cách nghiêm khắc. Nếu trong trường hợp một bữa tiệc ở trần gian, thực cách không có áo cưới thì có thể bảo rằng mình không thể làm được bởi vì đã được mời đột xuất. Nhưng chúng ta đừng quên rằng đây là chi tiết dụ ngôn mà qua đó Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta. Vua tiến vào phòng tiệc là lúc Thiên Chúa đến phán xét. Một người đã được rửa tội, đã sống và đã được tham dự vào bàn tiệc ân sủng trong hội Thánh Chúa thì không thể thưa với Ngài trong giờ chết: Con không kịp chuẩn bị áo cưới, con chưa sẵn sàng. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta phải luôn sống niềm tin với một thái độ tỉnh thức và sẵn sàng bằng việc chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu,
Có như thế, chúng ta mới hy vọng được hưởng ơn cứu độ mà Chúa đã thương ban. Lạy Chúa Giêsu chí ái, chúng con cảm tạ Chúa vì đã thương quy tụ chúng con vào đàn chiên của Chúa. Chúa còn tuôn đổ muôn vàn ân sủng trên chúng con qua đời sống giáo hội. Xin cho chúng con biết cố gắng mỗi ngày xứng đáng với tình thương Chúa, để mai này được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu với Chúa nơi bàn tiệc nước trời.